Rồi, ok, mình qua part 4, question 19 to 24. For each question, choose the correct answer. Từ câu 19 đến câu 24, thì 24, đối với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng. Ở đây mình sẽ chọn A, B hoặc là C ha. Học về một cái unusual holiday, kỳ nghỉ mà nó không bình thường. Most people go on holiday to get away from work. Hầu hết mọi người đi nghỉ để tránh xa khỏi công việc. But in the beautiful Scottish village of Wintown, is to rent a flat above a bookshop and works at the of the bookshop for a week. Ok, nhưng mà ở một ngôi làng xinh đẹp ở Scotland của thị xã Wintown gì đó, thì is e, ở ngay đây mình có số 19 này, to rent, để thuê mướn một cái căn hộ bên trên một cái tiệm sách và làm việc như là một cái gì đó của tiệm sách trong một tuần. Thì ngay chỗ 19 này mình qua mình coi người ta chọn cho mình những cái từ gì ha. Mình có able thì phải to be able to. Ok. To be able to thì nó bằng can đó các bạn, có nghĩa là có thể, thì nó không hợp nghĩa đây. Còn is possible to do something là cấu trúc chủ ngữ giả ha. Có lẽ hoặc is available thì cũng là cấu trúc chủ ngữ giả, nhưng mà mình phải chọn possible bởi vì sao? Possible to rent, còn available thì nó không hợp nghĩa ở phía sau. Works as the, làm việc như là một cái gì của tiệm sách trong một tuần. Đọc tới đây các bạn chưa biết chọn, nhưng mà this holiday is very popular with people who love books and who have on way their own bookshop. Như vậy mình đọc làm câu 21 trước ha. Câu 21 thì cái kỳ nghỉ này rất là phổ biến với những người yêu sách và những cái người mà luôn muốn cái gì đó, một cái tiệm sách riêng của họ. Thì câu 21 người ta cho mình cái từ là gì? Who wanted, wanted to thì nó hợp nghĩa, còn hope to hoặc decided to thì không hợp. Như vậy câu 21 mình sẽ điền là wanted. Thì lúc đó câu 20 này mình sẽ điền chọn là manager, còn colleagues là đồng nghiệp và customer. Customer ở tại tiệm sách thì không có cần phải sở hữu cái tiệm sách ha. Như vậy số 19 này mình sẽ điền là ok, possible. Mình chịu khó mình gõ để chút xíu mình dễ dàng cho cái việc đọc lại ha các bạn. Rồi số 20 mình sẽ điền là manager. Rồi tiếp tục số 21 mình là wanted. Rồi, như vậy hầu hết mọi người đi nghỉ là để tránh xa khỏi công việc, nhưng mà ở tại một ngôi làng xinh đẹp ở tại Scotland của thị trấn Wintown gì đó, thì có thể thuê một căn hộ bên trên một tiệm sách và làm việc như là quản lý của cái tiệm sách trong một tuần. Cái kỳ nghỉ này rất là phổ biến với những cái người yêu sách, những người mà luôn muốn sở hữu một cái tiệm sách riêng, sở hữu tiệm sách riêng mới làm quản lý ha. However, this is a holiday, so people stay in there don't have to work very hard. Tuy nhiên đây là một kỳ nghỉ cho nên người ta ở đó không có phải làm việc một cách vất vả. They can the opening hour of the shop and they just have a few jobs to do, such as the shelf with books. Tuy nhiên thì họ có thể làm cái gì mà giờ mở cửa của cửa hàng. Thì bên đây mình có câu 22 là họ có thể nghỉ giờ mở cửa, kiếm giờ mở cửa hay là chọn. Mình chọn là chọn nó mới đúng ha, choose. Rồi tiếp tục ngay chỗ tiếp theo là họ làm vài cái công việc để làm thôi. Ví dụ như cái gì đó mà kệ sách với sách, thì mình sẽ có là putting kệ sách không được, adding kệ sách không được, filling là điền lắp đầy á, tức là lấy sách chất lên đó các bạn. Rồi vậy ngay chỗ 22 này mình sẽ chọn là choose. Rồi câu 23 mình sẽ chọn là filling. Filling thì có filling là điền đầy cái hoặc là lắp đầy cái kệ sách với sách ha. Rồi vậy thì dịch lại khúc này. Tuy nhiên cái kỳ đối với kỳ nghỉ, đây là một kỳ nghỉ cho nên mọi người á ở đó thì không phải làm việc vất vả, họ có thể chọn cái giờ mở cửa của cửa hàng và chỉ làm vài cái công việc thôi. Ví dụ như là lắp đầy mấy cái kệ với sách. Guests also get a bike. Khách khứa thì cũng có thể có cái xe đạp. So they can. Sao can là một động từ nguyên mẫu ha. The area when the shop is closed. Cái làm cái gì đó ở cái vùng, cái khu vực mà khi mà cái tiệm đóng cửa. The holiday is so popular that the flat is full books for the next 3 years. Cái kỳ nghỉ này nó quá phổ biến đến nỗi mà cái căn hộ này thì nó được đặt trước một cách fully, là đã được đặt trước đầy hết rồi
không còn chỗ trống trong vòng 3 năm tiếp theo. Như vậy hiện bây giờ bạn muốn đặt trước thì phải năm thứ tư bạn mới được làm chủ của tiệm sách giả sử này ha. Vậy câu 24 này mình sẽ điền là look thì thường là look at ha, hoặc look around, nó phải đi với một cái giới từ gì đó. Rồi còn write thì không có thể write the area được, mà explore là khám phá thì nghĩa của nó mới hợp ha. Vậy mình sẽ chọn là explore là khám phá. Ok, ride thì ride the bike, ride a horse, ok, ride a boat. Rồi vậy ngay chỗ 24 này mình sẽ điền là explore. Như vậy khách khứa thì cũng có thể có cái xe đạp và họ có thể khám phá cái khu vực nơi mà khi mà cái cửa hàng đóng cửa ha. Chị nghĩ này quá phổ biến đến nỗi mà căn hộ này thì đã được đặt trước hết chỗ trong vòng 3 năm tiếp theo. Rồi thì đọc lại cho các bạn ha. An unusual holiday. Most people go on holiday to get away from work. But in the beautiful caustic village of Wintown, it's possible to rent a flat table bookshop and works as a manager of the bookshop for a week. This holiday is very popular with people who love books and who have always wanted their own bookshop. However, this is a holiday, so people staying there don't have to work very hard. They can choose the opening hour of the shop, and they just have a few jobs to do, such as filling the shelf with books. Guests also get a bike, so they can explore the area where the shop is closed. The holiday is so popular that the flat is fully booked for the next 3 years. Rồi, ok, mình xong part 4 ha.